vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Cao Bằng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung sau. Mở đầu chương trình sẽ là điểm tin hoạt động nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Tiếp đó là phóng sự công tác mặt trận, một năm nhìn lại. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gặp mặt các tổ chức, hội thành viên của mặt trận đánh giá kết quả công tác phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Thời gian qua, các tổ chức hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tuyên truyền và vận động hội viên, quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện tốt các hình thức tự quản ở khu dân cư, tạo đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đặc biệt góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các hoạt động từ thiện nhân đạo an sinh xã hội, tổ chức tặng quà, hỗ trợ làm và sửa chữa nhà, khám chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn trẻ khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Phát biểu kết luận, đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ghi nhận đánh giá cao những kết quả tổ chức hội thành viên đã đạt được trong thời gian qua. Tiếp thu những đóng góp ý kiến của các đại biểu, phân công cán bộ làm đầu mối liên hệ với các tổ chức hội thành viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của các tổ chức hội, từ đó triển khai phương hướng, giải pháp phù hợp. Đề nghị các tổ chức hội thành viên tiếp tục triển khai tốt các chương trình hành động, tăng cường sự gắn kết chặt chẽ, củng cố vị trí vai trò của tổ chức hội thành viên. Theo chương trình công tác tại cơ sở, mới đây đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham dự cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lê Lợi, huyện Thạch An. Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác lãnh chỉ đạo của Đảng ủy xã năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thông qua nội dung dự thảo nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo các mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2022, chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy, chương trình công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022. Trong năm 2021, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lê Lợi đã bám sát nghị quyết chương trình kế hoạch đề ra, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai thác cây trồng thế mạnh của địa phương. Đến nay, diện tích trồng hồi của toàn xã đạt 175,82 ha, sản lượng 152 tấn, quế 75 tấn. Xã đạt 12 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Hiện nay, xã còn 7 tiêu chí chưa đạt, rất cần nguồn lực đóng góp của các cấp, các ngành, tổ chức, các cá nhân giúp đỡ để xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chia sẻ những khó khăn của xã, đề nghị xã Lê Lợi nêu rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất với cấp trên để cùng tháo gỡ. Tổng hợp số liệu và cập nhật tình hình về hạ tầng, hộ nghèo, cận nghèo, diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao, triển khai các chương trình dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Trên cơ sở kết quả năm 2021, xã cần xây dựng được biểu so sánh tỷ lệ đạt và chưa đạt, từ đó có hướng phấn đấu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu chưa đạt, xây dựng báo cáo tổng kết năm, cũng như nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội cần có trọng tâm và có giải pháp cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có những diễn biến rất phức tạp và khó lường đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, ra sức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Qua đó tiếp tục nâng cao vai trò vị thế của mặt trận, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh. Đồng thời cũng là năm bùng phát đại dịch COVID-19 lần thứ tư, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, của tỉnh nói riêng, đã tác động ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế toàn tỉnh. Đứng trước tình hình đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã ra sức tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, tự hào nhiều tháng liền, giữ vững là tỉnh vùng xanh duy nhất trong cả nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021, công tác tuyên truyền vận động tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện tốt công tác tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,62%, cao hơn bình quân chung của cả nước, bầu đủ số lượng đại biểu các cấp. Không có địa phương, đơn vị nào xảy ra vi phạm, phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trực tuyến về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố, tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cao Bằng đạt kết quả. Tham gia đóng góp 2 dự án luật và trên 160 văn bản dự thảo quy phạm pháp luật của các sở ngành, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp, chủ trì tổ chức 5 cuộc giám sát và tham gia 15 cuộc giám sát của các tổ chức thành viên các sở ngành của tỉnh về việc thực hiện các chế độ chính sách của Trung ương của tỉnh, tổ chức 6 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác mặt trận. Tại cuộc vận động, thì huyện Nguyên Bình cũng đã thu được hơn 500 triệu và gửi cùng với cho quỹ COVID, phòng chống COVID của tỉnh. Rồi tuyên truyền người dân thực hiện tốt. Cho đến nay thì cái việc phòng chống dịch bệnh ở Nguyên Bình cơ bản đã ổn định. Còn trong việc thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới thì đơn vị Nguyên Bình năm nay cũng tập trung triển khai tuyên truyền về nhân dân xã Tăng Kim. Và đến theo đánh giá đến thời điểm này thì việc thực hiện các tiêu chí ở xã Tam Kim gần như đã đảm bảo đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Còn thực hiện tập trung thực hiện các cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thì Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyên Bình thứ nhất là phối hợp cùng các cơ quan triển khai thực hiện tốt cái chức năng của mình về trong bầu cử và tổ chức các đoàn giám sát tại các đơn vị bầu cử được 17/17 đơn vị xã thị trấn và kết quả là vận động được hơn 99,3% người dân đã tham gia đi bầu cử trong ngày hội 23 tháng 5 vừa qua. Và kết quả là đã bầu đủ số lượng đại biểu các cấp, cả Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh được phân bổ địa phương, rồi bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và các xã thị trấn, đảm bảo theo cơ cấu. Các đại biểu được bầu đều đảm bảo uy tín, năng lực trong công tác việc thực tiễn ở địa phương. Và đến nay, các đại biểu đều phát huy tốt vai trò của mình. Trong phát triển kinh tế thì hiện nay thì đơn vị huyện Nguyên Bình cũng vận động các tầng lớp nhân dân cùng với các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp rồi cả hệ thống chính trị thì hiện nay kinh tế Nguyên Bình thì đến thời điểm này thì các chỉ tiêu vừa rồi theo đánh giá thì hiện nay đã đạt đảm bảo các tiêu chí chỉ tiêu đều đạt 100% và đạt và vượt trở lên. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về công tác phòng chống dịch, nổi bật là tham mưu cho tỉnh ủy, tổ chức thành công lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Kết quả có trên 100 các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân đăng ký ủng hộ tại buổi lễ.
Tính đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2021, quỹ tiếp nhận được số tiền trên 7,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, đã kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh phân bổ số tiền trên 5 tỷ đồng hỗ trợ ủng hộ các tỉnh bạn, quỹ vaccine trung ương các đơn vị phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động chăm lo cho người nghèo được triển khai đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở, nổi bật là Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham mưu cho tỉnh ủy tổ chức thành công lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2021. Tại buổi lễ, các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trực tiếp ủng hộ được trên 14 tỷ đồng, tăng 300% so với năm 2020. Từ nguồn quỹ vận động được và các nguồn hỗ trợ khác đã kịp thời phân bổ trên 27 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng trên 1.600 nhà đại đoàn kết, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án của tỉnh ủy về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021-2022. Bên cạnh đó, tặng trên 8.600 suất quà nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021 cho các gia đình chính sách còn khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo trị giá gần 4,5 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện bàn giao 40 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá gần 1,6 tỷ đồng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2021. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới được trên 2,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ cấp tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 16 nhà cho các hộ nghèo của xã Hồng Việt, huyện Hòa An. Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào cuộc vận động Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh còn triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp, tăng cường công tác tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí. Từ đó góp phần phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc còn phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, phản ánh tâm tư nguyện vọng, ý kiến đóng góp của nhân dân tới cấp ủy, chính quyền. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mặt trận trong năm 2022, có một số nội dung mà tất cả chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tập trung đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phổ biến triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, các văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thứ hai, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, chủ động triển khai các hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát và hoạt động phản biện xã hội, thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Thứ ba, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, quỹ vì người nghèo và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thứ tư, tập trung triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của mặt trận, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thứ năm, tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng phòng chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, và vận động nhân dân tiếp tục ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19, đồng thời vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tăng cường sản xuất, phát triển kinh tế. Thứ sáu, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa mặt trận với các tổ chức thành viên, với đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Thứ bảy, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, kết nạp các tổ chức thành viên, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận các cấp, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chất lượng của đội ngũ công tác chuyên trách, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác mặt trận. Có thể thấy, năm 2021, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh tới cơ sở đã thực hiện hiệu quả các giải pháp, từ việc tập trung quyết liệt phòng chống dịch bệnh tới việc ổn định sản xuất, phát triển kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân. Những kết quả tích cực đó có ý nghĩa quan trọng, khẳng định rõ nét hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh, khối đoàn kết toàn dân, làm thay đổi cuộc sống của người dân, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân, tạo nền tảng vững chắc, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Chuyên mục Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Cao Bằng tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.